Thái Lan tung đội hình khủng, tuyển Việt Nam quyết lội ngược dòng. Các học trò Park Hang-seo ra sân luyện tập lần cuối cùng, chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 với đội tuyển Thái Lan với mục tiêu lội dòng nước ngược vào đêm ngày 26 tháng 12 VTV6 trực tiếp 19:30. Đội tuyển Việt Nam không may để thua 0-2 trong trận bán kết lượt đi nên chỉ còn mỗi con đường tấn công để giành chiến thắng Thái Lan ít nhất 2 bàn cách biệt. Theo đánh giá của huấn luyện viên Park Hang-seo, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ giữ vững tinh thần và cách chơi không nóng vội. Ông đã sẵn sàng các phương án theo ông là hiệu quả nhất để đối đầu với Thái Lan và chơi hết mình để không phải hối tiếc. Trong buổi tập cuối cùng cho trận quyết định bán kết lượt về, ông thầy người Hàn Quốc đã rèn giũa rất kỹ cho các cầu thủ về đấu Pháp sẽ áp dụng cho trận tái đấu với đội tuyển Thái Lan. Theo VFF, cả hai đã quá hiểu về nhau cả về lối chơi lẫn con người, nên trận tái đấu hứa hẹn rất quyết liệt và cân não từ băng ghế huấn luyện cho đến những diễn biến trên sân cỏ. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng luôn dặn dò các học trò khi vào sân thi đấu phải giữ được trái tim nóng và cái đầu lạnh. Dù kết quả chung cuộc thế nào thì đội tuyển Việt Nam vẫn phải thể hiện một tinh thần quả cảm. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan dù thắng 2-0 nhờ mỗi Chanathip ghi bàn nhưng vẫn không thể đánh giá đối phương. Huấn luyện viên Mano Polking đòi ăn miếng trả miếng như trận bán kết lượt đi với một đội hình mạnh nhất. Theo đó, người Thái luôn có Chanathip Songkrasin giữa sân để kiểm soát trung lộ cùng với Yuyen, Thitiphan, Phithiwat với cặp bài trùng Supachok Sarachat đá cao hơn bên cạnh Teerasil Dangda. Ông Polking dự kiến sẽ vẫn giữ nguyên dàn cầu thủ đã chơi trận lượt đi, kể cả thủ môn Bootrom từng bị chỉ trích nặng nề trong trận đấu vừa qua. Các hậu vệ của Thái Lan ở hai biên là Theerathorn Bunmathan và Naruebodin. Trung vệ Manuel đá cặp với Krisada sẽ rất cẩn thận vì mỗi người đã nhận một thẻ vàng. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Park Hang-seo trận này không có trung vệ Đỗ Duy Mạnh do chấn thương vai nên tùy theo sự sung sức của Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng sẽ trám vào vị trí này cùng với Quế Ngọc Hải, Thành Chung. Ông Park cũng sẽ vẫn sử dụng Văn Thanh và Hồng Duy đá hai biên. Trong thế không còn gì để mất, ông thầy người Hàn Quốc chắc hẳn sẽ tung ra cặp tiền đạo Tiến Linh và Công Phượng với sự trợ giúp của các bệ phóng từ tuyến 2 của Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải. Thủ môn Nguyên Mạnh có nhiều cơ hội ra sân hơn Bùi Tấn Trường. Do các loạt trận bán kết AFF Cup tổ chức trên cùng một sân vận động quốc gia Singapore nên điều lệ giải không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Nghĩa là, đội tuyển Việt Nam muốn đi tiếp vào chung kết buộc phải thắng với cách biệt 3 bàn. Nếu thầy trò ông Park chỉ thắng cách biệt 2 bàn thì cả hai đội tiếp tục đá 30 phút hiệp phụ, thi rút luân lưu 11 mét.